Những ngày này khi Jack đang dính liên hoàn scandal về việc ngoại tình vô trách nhiệm với con gái ruột và người yêu cũ, thì cái tên KICM cũng lập tức bị réo gọi không ngớt, không có gì là khó hiểu. Từng là cặp bài trùng cực kỳ ăn ý và vô cùng thành công của V-pop. Kể từ khi Jack dứt áo ra đi ầm ĩ vào cuối năm 2019, cái tên KICM trở thành tâm điểm của một làn sóng anti nặng nề. Mọi việc dần nguôi ngoai cho đến khi Jack gặp scandal lớn nhất sự nghiệp và nhất cử nhất động của KICM đều được dõi theo sát nút để xem có sự liên hệ hay ngầm ám chỉ nào đến cộng sự cũ hay không. Nửa đêm ngày 13 tháng 8, KICM đã đăng tải một bức tâm thư dài để chia sẻ về việc liên tục bị netizen gọi tên xuyên suốt scandal đang diễn ra của Jack. Mở đầu bức tâm thư, KICM cũng có lời dặn dò và chia sẻ với mọi người hâm mộ trong những ngày khó khăn vì dịch Covid-19. Kế đến, anh đề cập đến việc những ngày qua liên tục bị nhắc tên trong những việc như livestream, quẩy EDM, được anti-fan quay xe chuyển sang yêu thích. Điều này không làm KICM cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại là những cảm giác lo âu của ngày trước. Anh muốn qua bài đăng này tuyên bố dứt khoát về việc hoàn toàn không can dự đến những ồn ào những ngày qua như netizen gắn ghép. KICM nhấn mạnh anh không muốn quay trở về những tháng ngày đen tối khi trước, ám chỉ quãng thời gian anh đối diện với làn sóng tẩy chay nặng nề sau màn ra đi của Jack, và anh cũng chỉ muốn khán giả tập trung hoàn toàn vào âm nhạc. Dù có thể không thành công như ngày trước, mọi hành động và sản phẩm của KICM cũng sẽ không bị tác động bởi hoàn cảnh xung quanh. Lời lẽ của KICM trong bức thư được biên soạn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, vô cùng kịp lúc khi scandal của Jack những ngày qua cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến anh. Vừa qua, KICM và gà cưng Rio đã có đêm nhạc biểu diễn tại bệnh viện dã chiến nhằm ủng hộ tinh thần cho các bệnh nhân đang ngày ngày chống chọi với dịch bệnh Covid-19. Trình diễn tại đêm nhạc thiện nguyện này, thay vì các set nhạc DJ sôi động, KICM đã mang đến giai điệu mang màu sắc âm nhạc dân gian và nhận sự ủng hộ của rất nhiều khán giả đặc biệt. Đáng nói, ngay bên dưới đoạn clip được KICM đăng tải, đã có rất đông dân mạng bình luận nhằm ngỏ ý quay xe trở về làm fan của nam producer. Cụ thể, hàng loạt bình luận thừa nhận hiện tại đã làm fan của KICM, người 3 ngày, người 1 tuần, hay có người lại khẳng định là fan thời vụ, bên nào mạnh thì mình theo bên ấy. Có ý kiến còn cho biết đã hiểu lầm KICM và trở lại làm fan. Những bình luận này được đăng tải ngay giữa hàng loạt thông tin Jack bị tình cũ tố trên mạng xã hội, nên nhanh chóng được truyền tay. Hiện đoạn clip chỉ mới được KICM đăng tải nhưng đã thu về hơn 4 triệu view.